Giáp và bảo vệ, T90 được trang bị giáp hỗn hợp tuyệt mật, kết hợp giữa thép và vật liệu tổng hợp. Hệ thống bảo vệ bao gồm lớp giáp phản ứng nổ gắn ngoài và hệ thống phòng thủ chủ động Arena để đánh chặn các loại đạn chống tăng. Xe tăng của quân đội Nga dưới đây là một số thông tin đặc biệt là xe tăng. Xe tăng T90A có khối lượng khoảng 46,5 tấn, chiều dài 9,53 m, chiều rộng 3,78 m và chiều cao 2,22 m. Tháp pháo của T 90 đạt độ cao gần 8m, thân xe cao 12m và mở rộng ra hai bên với hơn hai khẩu pháo ở sườn.